Em chuẩn bị đi làm đây. Để em chỉnh cho. Thôi được rồi, anh đang vội, anh tự chỉnh được nhá. À anh này, anh có chuyện muốn nói. Có phải là chuyện em đòi đi làm lại đúng không? Em không phải như thế. Không phải thì tốt, có gì tối về nói chuyện nhá, anh đang vội. Alo, này à? Ừ, tao chuẩn bị đến bệnh viện bây giờ rồi. Mày chờ tao một lát nhá. Hey. Rảnh không? Anh em đi làm copy á? Thôi để ông khác đi, hôm nay đang bận. Sao thế? Lâu lắm rồi anh em mình mới ngồi cùng nhau. À, bà xã gọi triệu tập gì? Cũng mệt lắm không ạ? Mệt cái gì mà mệt, mới cưới nhau được có 2-3 năm. Này, hay là bà xã không chiều đúng không? Lên thuyền, đang ở trong công ty đấy. Ông bạn 30 tuổi rồi thì còn ngại cái gì nữa. Mà tôi bảo này, sao ông không làm thằng cu đi cho vui cửa vui nhà? Vợ tôi nó không muốn ông ạ. Không muốn á? Ôi dồi ôi, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Vợ tôi bảo là sức khỏe của vợ tôi không tốt, cho nên tôi cũng không muốn ép. Vợ ông nói thế thì ông phải để ý đấy. Để ý cái gì? Tôi nói thế mà ông vẫn không hiểu à? Thì nói ra xem nào. Thì đấy, vợ ông ngày nào cũng son son phấn phấn đi ra ngoài đường. Ông không thể lạ. Vợ mình đẹp thì mình tự hào thôi, có gì đâu mà xấu hổ. Thế thì ông lại nhầm. Phụ nữ mà bỗng nhiên để ý đến nhan sắc là đàn ông á, dễ bị cắm sừng lắm đấy. Đâu phải ai cũng thế đâu. Tôi tin tưởng vợ tôi 100%. Ông đừng có lo lên thuyền. Vợ chồng tin tưởng nhau là tốt, nhưng mà tôi nhắc ông cũng không thừa đâu. Này 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 tôi bảo, lúc trưa nay tôi đi qua nhà ông, tôi thấy vợ ông có thằng nào tặng hoa cho đấy. Thật á? Ừ. Hay là ông lại nhìn nhầm với ai? Nhầm làm sao được mà nhầm. À đây 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 đây. Nói có sách mách có chứng, tôi còn chụp lại cái ảnh cơ mà. Đây đúng không? Vợ ông đây đúng không? Chuẩn chưa? Tôi có việc phải đi trước. Ơ kìa, đi đâu đấy? Ơ kìa. Anh chê bia à? Cô thế? Đã làm gì? Làm gì là sao ạ? Tôi hỏi cô đã làm gì? Em đang cắm hoa mà. Cắm hoa? Cắm hoa hay cắm sừng vào đầu tôi? Anh đang nói linh tinh cái gì đấy? Cô hẹn hò với thằng nào? Tặng hoa cho nhau còn mang vào đây ngắm nghĩa à? Không phải như thế, anh nghe em giải thích đã. Mọi chuyện anh chỉ là hiểu lầm thôi. Được, cô giải thích đi. Hôm nay cô ăn diện thế này để đi đâu? Em mặc như thế này đi có việc mà. Có việc? Cô ăn không ngồi rồi, việc cái gì? Đừng bảo với tôi là cô mặc thế này để đi chợ nhá. Tất cả mọi chuyện là hiểu nhầm. Anh nghe em giải thích đã. Tôi nói cho cô biết, cô ăn vụng ấy thì chú ý mép kín kín một tí, đừng để người ta nhìn thấy. Sau đó nói vào tai tôi thế này. Kìa anh, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh phải nghe em nói chứ, tại sao anh lại cứ nghe người ngoài như thế? Tôi không muốn nghe gì nữa. Mời cô ra khỏi nhà của tôi.
xách hành lý đi ra khỏi nhà. Không phải thì tốt, có gì tối về nói chuyện nhá. Em đang vội. Alo, này à? Ừ, tao chuẩn bị đến bệnh viện bây giờ rồi. Mày chờ tao một lát nhá. Mày đừng lo nghĩ nhiều quá nhá. Có gì cứ tâm sự với chồng. Giờ y học phát triển mà, vẫn có con được thôi. Mạnh mẽ lên. Chị có phải là chị Trang không ạ? Đúng rồi, cậu là ai đấy? May quá, chị ơi em tặng chị. Cái này em ở bên cửa hàng Hoa Vani. Hôm nay là sinh nhật chị. Bọn em để ý rằng là các năm ngoái anh nhà có đưa chị đến để mua hoa. Nên là năm nay bọn em muốn có một chút quà để tặng sinh nhật chị. Thì chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em. Vâng, không có việc gì thôi em xin phép em đi đây ạ. Vâng, em là chị. Sao đang ngồi đây? Anh, em không còn chỗ nào để đi cả. Được không? Anh xin lỗi luôn. Anh xin lỗi. Kiếm nhiều tiền để làm gì chứ? Đến ngày hôm nay là ngày sinh nhật của vợ mà anh cũng không nhớ được nữa. Đi làm người ta nói ra nói vào thì anh tin người ta, còn vợ mình anh xin lỗi. Anh xin lỗi vợ. Từ nay anh sẽ sửa sai, anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ tin vợ tuyệt đối. Vợ tha lỗi cho anh nhá. Vợ nhá. Không thể lạ. Có cái gì đâu, vợ mình đẹp, mình tự hào thôi. Thế thì ông lại nhầm. Phụ nữ mà bỗng nhiên chăm chút bản thân, nhất là về cái chuyện cái. Thế thì ông lại nhầm. Phụ nữ mà bỗng nhiên chăm chút đến nhan sắc là đàn ông á, nhất là ông ấy, dễ bị cắm sừng lắm đấy.
Alo, Minh à? Hôm nay mẹ nấu món con thích đấy. Con nhớ về sớm ăn cơm nhá. Mẹ tối có ăn cơm đâu. Tối con bận rồi. Sao? Con lại bận à? Vào đi. Em gửi anh bản báo cáo với hợp đồng ở bên đối tác. Anh xem thử xem thế nào. Em làm việc lúc nào anh cũng yên tâm cả. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Chỉ là... Kìa anh. Đang ở công ty mà. Sợ gì, thích thì công khai luôn. Không được, em muốn mọi người công nhận em bằng khả năng, chứ không phải là bằng tình cảm mà thăng tiến. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ ở công ty thôi nhá. Với lại, cuối tuần này em định dắt em về gặp mẹ nữa. Gặp mẹ ấy ạ? Ừ. Có hơi bị nhanh quá không anh? Nhanh gì, anh tính chuyện này cũng lâu rồi. Anh không muốn để mẹ chờ lâu nữa. Dạ vâng ạ. Mời vào. Alo, anh à? Hôm nay em hơi mệt một tí. Nhưng mà cũng không sao đâu ạ. Em chỉ nghỉ một ngày là sẽ khỏe ngay thôi. Dạ vâng ạ. Yêu anh. Rồi thế nhá. Ai nhỉ? Bà hỏi ai đấy? Chào cô. Cô ơi, cho tôi hỏi, đây có phải nhà cô Trang không? Đúng rồi. Mà bà là... tôi là người giúp việc đến làm thay cho bà Hương một hôm. À, hóa ra là bà. Mà giúp việc gì 8 giờ mới có mặt. Tôi xin lỗi, tôi phải đợi con trai tôi đi làm rồi tôi mới đến được. Ừ, thế thôi được rồi. Bà làm việc luôn đi. Dạ vâng. Đóng cửa vào cho tôi. Tôi vừa lau xong. Phiền cô ăn xong bỏ gọn vỏ ống dương lên bàn được không? Này, tôi thuê bà về làm giúp việc, thế bà là mẹ chồng người khác ấy. Nói nhiều thế nhở? Làm việc thì làm đi chứ. Mà tôi thích bắt đầu là việc của tôi. Có làm sao không? Không phải, tôi không có cái ý đó. Chỉ là... Chỉ là chỉ liếc cái gì? Bây giờ bà đã đi nhận làm giúp việc hộ người khác rồi, và bà còn nhiều lời như thế. Bà muốn tôi đổi cổ cả hai không? Đừng đừng cô ơi. Thôi tôi không dám đâu. Để tôi dọn. Biết điều như thế thì đã không phải nói nhiều không? Mà thôi, bà làm nhanh lên đi. Xong rồi đi chợ nấu cơm cho tôi. Tôi đang đói lắm rồi này. Vâng, tôi biết rồi. Được ngày ở nhà nghỉ ngơi, gặp ngay phải quả bà giúp việc, cứ như là mẹ người ta ấy. Này bà kia, đống quần áo của tôi đây. Có gì tí nữa bà giặt đi nhá.
toàn đồ đắt tiền đấy. Vâng cô. Ôi dồi ôi, cái bà già kia, bà có thấy ví của tôi không? Ví của cô đây. Ơ sao lại ở đây này? Bà ăn cắp của tôi đấy à? Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi thấy lẫn ở trong đống quần áo của cô mà. Để tôi xem, mất đồng nào và chết với tôi đồng đấy. Mày có chưa mất nhìn nào? Gớm thật đấy. Cô à, thực sự là tôi không cố ý. Tôi nhìn thấy ví của cô lẫn trong đống quần áo nên tôi định cầm đưa cho cô. Sự việc rõ mười mươi như thế này, bà cầm ví của tôi, bây giờ bà còn giải thích cái gì nữa? Cô nói oan cho tôi rồi. Tôi đi làm từ trước đến giờ, tôi chưa thăm lòng của ai cái gì bao giờ cả. Có ai đi ăn cướp lại nhận tội của mình đâu. Bây giờ bà giải thích như thế nào đây? Cô đừng bị oan cho tôi như thế. Tôi đi làm giúp việc hộ người ta, ai lại làm như thế này thì coi sao được. Còn là mồm khẩu khí quá nhở. Trông bẩn bẩn thỉu thỉu như thế này mà toán nói những lời thanh cao thôi. Hay là bây giờ phải tôi đưa bà lên công an thì bà mới nhận tội hả? Này cô, tôi già như này rồi còn tham lam làm cái gì. Mong cô đừng nặng lời. Gớm thật đấy. Bây giờ giúp việc cứ giả vờ đáng thương, nghèo hèn, rồi có khi khuân cả nhà người ta đi không biết chừng. Bà đi đâu đấy hả? Tôi đang nói bà còn đi đâu hả? Mà tôi không thể ngờ được bây giờ giúp việc láo tét như thế này ấy. Bà thích như thế nào hả? Tôi chưa thấy một bà ô xin nó mất dậy như bà đâu. Đứng lại. Sao anh lại đến đây vậy? Mẹ ạ, sao không ở đây? Mẹ ạ, sao bà ta có thể làm mẹ anh được ạ? Tại sao lại không thể? Cô nói thử tôi xem. Hiểu lầm thôi chứ em cho em giải thích đã. Tôi nghĩ rằng cô hiền lương nhưng mà không thể ngờ được. Anh ơi, anh nghe em giải thích đã mà tại sao mẹ anh lại đi làm giúp việc ạ? Mẹ tôi làm giúp việc thì sao? Cô có biết tôi có được công ty ngày hôm nay là nhờ ai không? Bây giờ thì cô đã biết rồi đấy. Để tôi có được ngày hôm nay là mẹ tôi đã phải hy sinh cả tuổi xuân của mình. Anh ơi, anh cho em giải thích, em xin lỗi mà. Em không cố ý đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi anh ơi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ đối đáp với mẹ tôi như vậy. Kiểu anh, cho em xin lỗi mà. Dù rằng đây có phải mẹ tôi hay không thì cô cũng không làm như vậy. Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Mẹ, mình đi thôi. À,
làm sớm đi con. Mà kiểu mẹ, sao mẹ nói to thế? Ở đây bao nhiêu người thế này? Mẹ nghe thấy sao? Không đây có ai đâu. À, mẹ bảo này. Mẹ bảo cái gì? Con tiện đường đi làm qua. Con đưa cho bác cô giúp mẹ với nhá. Sao con mẹ? Mẹ nhìn thấy con ăn mặc như thế này, sao mẹ bảo con đưa cái mớ rau bẩn như thế này á? Thì xung quanh nhà mình có ai đâu con, vắng vẻ mà. Mà đằng nào con cũng tiện đi làm qua ấy. Thôi giúp mẹ đi. Thôi thôi thôi. Mẹ mẹ đau chân mất, mẹ không đi được. Thôi bây giờ con phải đi rồi. Mẹ tự đưa cho bác đi đi. Ôi kìa Trang. Trang. Con chào cô. Hôm nay con ăn sớm thế ạ? Ừ, con đi sớm cho đỡ nắng. Mà hôm nay con ăn rau gì để cô lựa cho. Rau nhà cô mới hái còn tươi lắm. Trời ơi, rau của cô khi nào chả ngon. Từ lúc mua ở đây ý, con chả vào siêu thị mua nữa đâu mà. Chỉ được cái nịnh cô là giỏi rồi. À, nãy có cô khách vừa mới ở đây. Khách quen cô à? Đâu, con gái của cô đấy. Nó làm ở một công ty lớn gần đây. À, công ty lớn à? Sao làm ở công ty lớn như vậy mà để mẹ bán hàng ở vỉa hè như thế này? Thì em nó làm ở công ty lớn thì cô cũng muốn lo cho em nó được tươm tất một tí. Với lại cô có cái mẹt rau này rồi thì ngồi cho nó đỡ buồn mà. Con là chị cô rồi đấy. Con mà như cô ấy thì con chỉ ở nhà để hưởng phúc của con cháu thôi. Chứ cứ chảy mặt ở ngoài nắng nôi như thế này hại sức khỏe lắm đấy nhá. Thôi cô gói giúp con ạ. Để cô đưa túi đây. Lấy con bó rau ngót kia nữa ạ. Ngon thế. Con cảm ơn cô nhá. Ok Mỹ. Sao mẹ lại đến đây? Nhỡ có ai thấy thì sao? Tại mẹ gọi điện cho con mãi không được nên mẹ sốt ruột qua đây xem thế nào. À, ai vừa đi đấy? Trai của con à? Con đi làm chứ có phải con đi chơi đâu. Mà thôi mẹ nhanh về đi, không có ai thấy đấy bây giờ. Ô kìa, từ từ đã con. Trang. À, em nói chuyện với ai đấy? À, không, em... Em ra đây bảo. Hiện nay trên báo đài người ta đang cảnh báo những cái trường hợp như này có thể là lừa đảo. Cẩn thận em có thể bị đánh thuốc mê. Này, cô là ai đấy? Đây là công ty, là nơi làm việc chứ không phải là cái chợ. Cô không có phận sự gì thì đi ra ngoài đi. Tôi đến đây để... À thôi, bà đi về đi, không tôi gọi bảo vệ bây giờ đấy. Tôi nói cho bà nghe nhá. Đây là địa bàn của bọn này. Tất cả những đứa nào mà muốn buôn bán gì ở đây đều phải đóng tiền phí bảo kê. Thì bà đã đóng chưa? Chưa, anh nhầm lẫn gì rồi. Bà chưa lẫn phờ. Bà chưa có ai đúng tiền cả. Nhầm ai? Đây này, cái cảnh tao đặt đây ở đây này. Bây giờ là có nộp tiền bảo kê không? Hay là muốn đập cái đống đâu này đây? Ai? Cái nhà cứ sửa tôi thôi. Hôm nay em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được anh ạ. Ăn gì cũng được thì thì ăn anh nhá. Ơ, sao nhìn bà kia quen quen đấy nhở? À, mày làm sao thế? À, không được. Đi đi, đi cùng anh. Đúng rồi, là không đóng tiền là kê đúng không? Đây là mẹ tôi, các người không được xúc phạm bà như thế. Mẹ á?
Trông vệ sinh đẹp đồ có nên là bố mẹ đi vào sau hả em? Em đang thu phí của con mụ già này bán hàng ở đây bao lâu mà không nộp phí? Thì cô em này phi vào kêu là con gái của mụ ta đấy chị ạ. Con gái à? Trông cũng ngọt nước phết đấy. Nhưng mà tiếc là đẹp người, đếch đẹp nết. Các người, đây là người của cô đúng không? Tại sao các người lại ỉ đông ăn hiếp một bà già như thế này? Các mẹ con đi như này láo nhờ, mày giống chửi chị tao, cho biết ngay đồ. Cho biết ngay đồ mồm. Yên. Thế cái loại con gái chỉ biết sắm sửa cho bản thân mình, ăn mặc sang chảnh để mặc bà mẹ ở ngoài đường bán mớ rau, không thấy nhục à? Chuyện đấy thì nước mắt gì cơ? Em bảo mẹ em là giám đốc của công ty mà, sao lại là bà già bán rau này? Cô còn nói dối trắng trợn như thế à? Bán rau mà lại bày đặt sang chảnh à? Định lừa út do thằng này để một đời gì? Không phải như thế, anh em giải thích đã. Im miệng, đừng cấm cô lần sau gặp tôi nữa. Tốt nhất là quay về thằng lần của cô đi. Anh em giải thích đã. Có nhiều anh không? Cô đã vừa lòng chưa? Cô hủy hoại cuộc sống của tôi như thế à? Hủy hoại? Cô có bao giờ cảm giác của mẹ mình khi mà con của bà đấy không nhận bà là mẹ hả? Có bao giờ nghĩ là bà ấy ngoài đường sống như thế nào không? Mai mặt ở vỉa hè, đón nắng từ sáng đến chiều, bán có ít mớ rau. Còn cô á, lên đồ ăn chơi sang chảnh. Này, loại con cái như cô ấy không biết nhục à? Hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Thôi, cháu đừng nói nữa. Lỗi là tại cô. Tại cô không tốt nên không lo được cho nó được cuộc sống như nó muốn. Mẹ ơi, con biết lỗi của con rồi. Lỗi là của mẹ. Con sẽ kiếm tiền. Tại mẹ nghèo quá, không lo được cho con, phải đi bán rau, để đến nỗi con xấu hổ, không dám nhận mẹ. Mẹ ơi, mẹ xin lỗi con nhé. Con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ và phụ mẹ bán rau. Thế nhiệm vụ của con xong rồi phải không? Cô nói cái gì vậy? Trang, đây là My, là khách hàng quen của mẹ. Hằng ngày cô vẫn đến mua rau cho mẹ đấy. Thế hóa ra là từ nãy đến giờ là các người diễn với nhau à? Tôi không làm như thế thì biết đến bao giờ cô mới nhận ra cái sai của mình. Với lại cũng may là hôm trước tôi gặp cái cảnh cô xua đuổi mẹ mình ấy, thì hôm nay mới có màn kịch hay như thế này chứ. Tốt lắm con ạ. Hàng ngày nó vẫn đến để ngồi nói chuyện, động viên mẹ cho mẹ đỡ buồn. Thế cô đồng ý để con làm con cô nhá? Cái gì đấy? Đây là mẹ tôi mà. Thôi, cả hai đứa đều là con gái của mẹ. Nào, chúng mình đi về thôi. Tối nay mẹ sẽ nấu cho hai con món thật ngon nhá. Yeah.